Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bên trong đập tam hiệp khổng lồ của Trung Quốc khiến thế giới choáng ngợp, đập tam hiệp được giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá là thiết kế với khả năng chịu đựng những cơn lũ nghiêm trọng, chỉ có thể xảy ra 1.000 năm một lần. Trong khi đó, thế giới vẫn đặt ra nhiều lo ngại về sự an toàn của con đập này. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới chặn trên sông Dương Tử, dài nhất Trung Quốc, được làm từ bê tông và thép. Đập Tam Hiệp có chiều dài 2.355m và đỉnh đập cao 185m trên mực nước biển. Công trình đã sử dụng 27,2 triệu mét khối bê tông, chủ yếu cho thành lập 463.000 tấn thép đủ xây 63 tháp Eiffel, đào 102,6 triệu mét khối đất. Thành đập cao 181m so với nền đá, mực nước đập cao tối đa 175m trên mực nước biển, cao hơn mực nước sông ở hạ nguồn 110m. Vùng hồ chứa có chiều dài trung bình khoảng 660 km và rộng 1,12 km. Vùng hồ chứa có thể tích 39,3 km khối và tổng diện tích bề mặt nước 1.045 km2. Khi hoàn thành, tổng diện tích đất bị ngập nước và hồ là 632 km2 so với 1.350 km2 diện tích bị ngập của đập Itaipu. Nơi đây còn được là Trung Quốc xem như một biểu tượng ví ngang với Vạn Lý Trường Thành và có rất nhiều du khách muốn đến tham quan. Các máy phát điện chính nặng khoảng 6.000 tấn mỗi máy là sản phẩm của nhiều liên doanh công nghệ hàng đầu như Alstom, ABB Group, Kvenner, General Electric, Siemens. Đa phần các máy đều có hệ thống tản nhiệt bằng nước hoặc không khí giúp tiết kiệm và dễ bảo trì hơn. Đập Tam Hiệp bí mật mới bật mí khuất từ lâu khâu phê duyệt. Hầu hết những người phản đối dự án cho rằng Quốc hội đã mặc định chấp thuận thông qua dự án đập Tam Hiệp trước cả khi bỏ phiếu, thậm chí một số ý kiến cho rằng dự án đập Tam Hiệp được phê duyệt trước khi Quốc hội họp khá lâu. Được xây dựng trên con sông dài nhất Trung Quốc, đập Tam Hiệp là tham vọng của chính phủ Bắc Kinh trong việc xây dựng trạm thủy điện lớn nhất thế giới, cung cấp nguồn năng lượng sạch và giá rẻ cho thị trường tỷ dân, đồng thời ngăn chặn những trận lũ lụt khủng khiếp trên sông Dương Tử, vốn đã trở thành nỗi trăn trở của nhiều triều đại Trung Quốc. Trận lụt nghiêm trọng năm 1991 khiến hàng chục triệu người Trung Quốc mất nhà và hơn 3.000 người thiệt mạng đã trở thành động lực chính thôi thúc Trung Quốc khởi động dự án. Ước tính thiệt hại trực tiếp từ trận lụt tháng 9 năm 1991 lên đến 1/4 tổng ngân sách quốc gia Trung Quốc trong năm đó. Trong lịch sử Trung Quốc, lũ lụt luôn là vấn nạn hàng đầu của các triều đại, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tình hình lũ lụt trên sông Dương Tử thậm chí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng kể từ những năm 1980 do nạn phá rừng, xói mòn đất và hàng loạt hệ thủy mà con người gây ra. Bên cạnh đó, đập Tam Hiệp cũng là tham vọng của chính quyền Bắc Kinh về việc tạo ra nguồn năng lượng sạch khổng lồ trong bối cảnh các nguồn năng lượng nhiệt thang trở nên khan hiếm và ngày càng bị hạn chế do tác động môi trường quá lớn. Trung Quốc cần những dự án khổng lồ như đập thủy điện để tạo ra nguồn cung năng lượng dồi dào, thúc đẩy các kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia. Các chuyên gia khi đó đã nhận định rằng bất kỳ kế hoạch sản xuất thủy điện nào cũng không đủ để cung cấp điện đáp ứng được các mục tiêu của Bắc Kinh nếu không có đập Tam Hiệp. Vị trí địa lý của thuận lợi của đập cũng giúp phân phối điện lên đến phía Bắc Bắc Kinh, xuống phía Nam đến Quảng Châu và mở rộng về phía Tây dọc thung lũng Dương Tử. Nhiều khúc tắc trong quá trình phê duyệt dự án đập Tam Hiệp sau những trận lụt lũ gây hậu quả nặng nề trên sông Dương Tử năm 1951, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã ra lệnh nghiên cứu và xây dựng một con đập như giải pháp giải quyết tình trạng này. Năm 1953, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tiếp tục lặp lại ý tưởng này trong lời phát biểu rằng thay vì dành nhiều nỗ lực xây dựng các hồ chứa trên các thành sông mà vẫn không thể ngăn chặn lũ lụt, tại sao không tập trung mọi nỗ lực đó để xây dựng đập chặn đứng lũ lụt tại Tam Hiệp? Từ năm 1955 đến năm 1957, các nhóm kỹ sư có sự hỗ trợ của Liên Xô đã tiến hành khảo sát khắp các thung lũng của sông Dương Tử. Kèm theo đó là hàng loạt tranh luận giữa các học giả, chuyên gia, nhà phê bình về việc có nên xây dựng đập Tam Hiệp hay không. Thứ trưởng Bộ Điện lực Li Jui khi đó vẫn dẫn đầu phe phản đối, trong khi người đứng đầu văn phòng kế hoạch Dương Tử đảm nhận vị trí biện độ cho dự án. Các tổ chức đơn vị ủng hộ dự án bao gồm Văn phòng kế hoạch sông Dương Tử, Bộ Bảo tồn nước, Ủy ban kế hoạch nhà nước và các tỉnh hạ nguồn Dương Tử. Trong khi đó, Bộ Điện lực, Bộ Truyền thông và tỉnh Tứ Xuyên duy trì ý kiến phản đối. Trong thập niên 60 trở đi, nỗ lực xây dựng đập Tam Hiệp đã bị đình trệ và dần rơi vào quên lãng. Khi nền kinh tế Trung Quốc đối diện khủng hoảng thời cách mạng văn hóa, cùng với đó, đến mãi năm 1978, ý tưởng vào đập Tam Hiệp mới một lần nữa được đưa ra bàn luận. Sau hai thập kỷ ngủ yên, năm 1980, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đến thăm Tam Hiệp, dẫn đầu cuộc khảo sát và tham vấn hàng loạt nhóm chuyên gia nước ngoài từ Mỹ, Nhật, Brazil và Canada. Dự án chính thức được đưa ra tranh luận trước Quốc hội đã bắt đầu quá trình phê duyệt vào ngày 3 tháng 4 năm 1992, sau khi Đại hội Nhân dân Trung Quốc thông qua dự án kiểm soát lũ lụt trọng điểm Tam Hiệp. Mặc dù 2/3 đại biểu đã bỏ phiếu thông qua, nhưng số phiếu phản đối cũng được cho là lớn kỷ lục. Nhiều nguồn tin giấu tên đây sau đó tiết lộ, các quan chức cấp cao trong Quốc hội đã tự động phê duyệt các dự án trước khi đưa ra tranh luận. Hầu hết những người phản đối dự án cũng cho rằng Quốc hội đã mặc định chấp thuận thông qua dự án này
trước khi bỏ phiếu. Thậm chí một số ý kiến chỉ ra rằng dự án Đập Tam Hiệp đã được phê duyệt trước khi Quốc hội họp khá lâu và phiên họp Quốc hội năm 1992 thực chất chỉ để quyết định trên thân dự án. Cựu Thứ trưởng Bộ Điện lực, nhiều nhà khoa học cao và các nhà báo đã lên tiếng chống lại sự phê duyệt dự án này. Nhưng tham vọng của một nhóm quan chức chính phủ về việc xây dựng một siêu đập trên sông Dương Tử nhằm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc phát triển thần tốc để chiến thắng. Ngay cả khi Đập Tam Hiệp được Quốc hội phê duyệt và bắt đầu xây dựng, hàng loạt cuộc biểu tình phản đối vẫn nổ ra tại Trung Quốc, đặc biệt tại khu vực tỉnh Hồ Nam. Các cuộc biểu tình chủ yếu do vấn đề di rời cư dân trong một khu vực rộng lớn để làm hồ chứa. Bên cạnh đó, nhiều vụ án tham nhũng vốn là điều cấm kỵ, ít khi được giới truyền thông nhắc đến vào thời điểm đó, cũng làm xấu đi cái nhìn về Đập Tam Hiệp. Một số nhà khoa học từng cảnh báo rằng tình trạng lở đất đã xảy ra phổ biến trong khu vực hồ chứa do sự gia tăng mực nước ngầm gây áp lực lên hồ. Trận động đất cường độ lớn nhất trên 6,5 độ Richter, việc tăng áp lực đáy hồ chứa có khả năng gây ra động đất mạnh hơn nữa. Nhiều minh chứng thực tế trên thế giới cũng chỉ ra rằng hơn 80 hồ chứa vừa và lớn đã xuất hiện lại động đất như vậy. Tính khả thi kỹ thuật của dự án liên quan đến việc cung cấp năng lượng, phân bổ giao thông, đường thủy của con đập, cấp nước và rất nhiều thiệt hại môi trường khác cũng trở thành chủ đề tranh luận trong nội bộ Trung Quốc. Nhiều ý kiến phản đối cũng chỉ ra rằng con đập này có thể sẽ phá hủy vẻ đẹp tự nhiên, hùng vĩ của khu vực, tốn nhiều thời gian, công sức mà không hiệu quả trong việc ngăn chặn lũ lụt như chính quyền Bắc Kinh tham vọng. Nhưng với hầu hết những lãnh đạo Trung Quốc, các quan chức nước này công nhận Đập Tam Hiệp là một di sản tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng trầm trọng hơn, là mối đe dọa nghiêm trọng như lời cảnh báo. Nếu Đập Tam Hiệp vỡ, điều gì sẽ xảy ra và dân cần trú ở đâu? Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở khu vực phía Nam Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh thành rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Hôm vừa qua, Đập Tam Hiệp phải mở 3 cổng để xả bớt lũ. Đập Tam Hiệp đang đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về từ sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm nay ở Trung Quốc đang được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 73 năm trở lại đây. Có khoảng 400 đến 600 triệu người sống tại hạ lưu sông Dương Tử, trong đó các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nếu Tam Hiệp con đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả sẽ xảy ra là ngoài sức tưởng tượng. Theo Epoch Times, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu Đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử nghiệm cho thấy nếu Đập Tam Hiệp bị vỡ, 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến nghi xương Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của tỉnh thành Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau khi vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn, thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đong đếm. Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi tránh trú an toàn nhất sẽ là Thần Đông Giá, khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc. Thần Đông Giá sẽ là lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao chất lượng nước đổ về, được ví như sóng thần. Khi Đập Tam Hiệp bị vỡ, Thần Đông Giá có diện tích khoảng 3.250 km², điểm cao nhất ở khu vực này lên đến 3.105 m. Thần Đông được miêu tả là đầu có sừng như bò, đuôi bò cặp chân rết. Thần Đông cũng được xem là vị thần bảo hộ tính mạng, sức khỏe của người Trung Quốc. Một số chuyên gia thủy lợi Trung Quốc cho rằng điều đáng lo ngại nhất đối với Đập Tam Hiệp và động đất và tình trạng lở đất ở thượng nguồn. Hôm vừa qua, động đất kép đã xảy ra ở Từ Xuyên và Quý Châu, khu vực thượng nguồn sông Dương Tử. Tác động của cơn địa chấn với Đập Tam Hiệp ra sao vẫn chưa được làm rõ. OFI đưa tin, ở tỉnh Hồ Bắc, mưa lũ đã khiến ít nhất 198.200 người bị ảnh hưởng, 22.800 người phải rời khỏi nhà tìm nơi tránh trú và 11.600 ngôi nhà bị hư hại. Ở Trùng Khánh, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng và 2.035 người phải di rời nhà cửa do mưa lũ. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước của 304 con sông ở 19 tỉnh thành Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo lũ. Thông tin mới nhất từ Đài khí tượng Trung Quốc cho biết, trong 2 ngày tới, khu vực Tây Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục đón mưa lớn, nhiều khả năng xảy ra lũ quét ở một số nơi. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.